Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Nhật Bãi anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đồng nghề nè. Rồi lên clip thanh lý anh em ha, thanh lý thu hồi vốn nha. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển anh em. Anh em mua hàng mà 300.000 chuyển khoản đủ em bao ship cho anh em luôn nha. Rồi anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại của ghi dưới phần tiêu đề. Thì anh em xem xong cho em xin một like, nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để có tương tác nha anh em ha. Lên một số đồ thanh lý cho nó xong để nhập đồ mới vậy ha. Tiếp tục là mã số số 1 đi, thanh lý số 1 của chiều hôm nay nha. 6 tháng 9 nha. Rồi một cây kìm cắt nè. Có lỗ tuốt dây anh em, và một cây kìm dài này mình cắt dây nhôm rồi ha, và một cây kìm cắt kiển nè. Cây này bán mã số 1 300.000 ha, hai cây anh em. Đó, cây này xây dài 20 nha. Rồi thanh lý số 1 300. Số 2 150 cho hai con dao nha. 150 hai con dao ha. Gạt mini nè. 150 số 2. Số 3 100k này dao. Khâu liền nha anh em. Đó, số 3 100. Con chữ nha, số 3 100 nha anh em. Số 4. Số 4 3 cây kèm. Thanh lý cho anh em 300.000 luôn. 3 cây 300. Cây dài 18 này, 20 nè. Cây 21 này, 2 cây 21, một cây dài 18 19 nha anh em. Găng hàm đẹp ha. Đấy. Rồi mã số 4 300k. Tiếp theo mã số 5. Số 5 4 cây này bán anh em 300k luôn nha, 300 đồng. Đây một cây kéo bướm nè, kéo cá nè, kéo bướm nè, kéo bướm nè, mọc kiện nha anh em, có cây không mọc ha. 2 3 4 móc. Mã số 5 300k. Mã số 6, cái này bán sao ta, số 6 này 350 này, 350 ha, cây kìm bấm nè, số 6 350 này nè, bấm nè, mini, một cây kéo hồ lô, kéo cắt ton, MCC nha, lưỡi đẹp luôn. Rồi mã số 1 2 3 4 5, mã số 6 350 nha. Mã số 6 350. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 2 cây 200k. Đó, xà băng nha. 2 cây 200, đây cây nữa nè. KTC hết nha mọi người. Kiện gấp phe anh em. 2 cây này đi chung được nè, cây mở ra cây mở vô nè. Đó, cây bóp thì bấm lại, cây này bấm ra nè. Cây này tháo thay lử được nha anh em. Rồi mã số 7 200. Mã số 8 200 nha anh em. Mã số 8 200. Số 8 200. Đây cây kéo cộng lực nha. Cắt cộng lực nè. Ok 200 mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Thanh lý cho anh em nè. Sao ta bán 3 cây này hôm nay hạ giá luôn, còn 1 triệu 3 cây này 1,5 triệu anh em. 3 cây 1,5 triệu nha. Cây này super nè. Cây này super, cây này hệ 4 inch nha. Super 6 inch, MCC 6 inch nha. Còn mới cây nha anh em. Rồi mã số 9 3 cây này 1,5 triệu. Anh em mua riêng cây này á là 750 nha. Cây này 750 nè. Cây này 750, cây này 700 nha. Còn cây này 400 nha, mua lẻ ha. Cây nhỏ này 400 nè, cây này 7. Cây này 700 nè, cây này 750 nha. Và anh em mua 3 con thì 1,5 triệu nè. Đó. Rồi, cuối cùng thanh lý cái cần câu nè anh em. Đây, cái máy câu ha. Cái máy với cái cần nè, cái cần này làm bằng phíp đỏ anh em ha. Phíp đỏ. Chứ bộ máy này hệ dây ngàn anh em. Em còn hình như
hai bộ với rau ba ba bốn cái máy vậy, nhưng mà lên cho anh em này thôi. Rồi bộ này bán cho anh em là 220.000 bộ càng câu ha. Câu này về câu cá rô hoặc là câu tôm, câu mực, câu biển đó nha anh em. Đó bằng phíp ha, phíp đỏ. Rồi mã số 10, 220.000. Rồi anh em mua liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề nha.